Xin chào Mẫn, cũng rất là lâu rồi mới nói chuyện lại được với em. Và hôm nay thì rất cảm ơn Mẫn đã dành thời gian để trả lời cho một cuộc phỏng vấn của Dân Làm Báo. Đầu tiên là chị muốn hỏi rằng là sức khỏe của Mẫn hiện tại như thế nào? Đầu tiên thì em cũng cảm ơn chị rất là nhiều, tại vì lâu rồi mới gặp lại được nói chuyện với chị. Em sức khỏe của em hiện tại thì cũng ổn định hơn lúc trước một chút, mỗi ngày nó khỏe hơn một chút. Đi đi khám sức khỏe thì mọi chuyện vẫn ổn, không có bệnh gì nhiều. Em chị nhớ là hồi lúc mà mình ở trong đó, mắt á, mắt của Mẫn á, nó có vấn đề, Mẫn làm kính lại chưa? Dạ em làm rồi, Có mắt tăng em độ bị không? trợn. Dạ có một chút. Mắt chị biết tăng độ bao nhiêu không? Mắt chị ở trong trước thì nó có nhẹ đúng không? Bây giờ là một mắt là gần 4 độ, một mắt là gần 3 độ mà chị không có nhìn thấy rõ. Chị đeo kính rồi mà chị vẫn không nhìn thấy rõ. Công nhận mấy năm tù nó làm sức khỏe mình suy giảm rất là nhiều. Chị thì chị nghĩ như thế. À đúng rồi, chị muốn hỏi, chị không biết là lúc mà chị đi á thì ở trại áp lực nó có dồn lên Mẫn nhiều không? Chị nghĩ trại giam số 5 là nơi nó khá khắc nghiệt. Cũng có, là khi chị ở chị cũng biết là khi mình xảy ra việc thì người ta đóng cửa, người ta không cho mình ra ngoài trồng cây trồng rau á, chị cũng biết. Nhưng mà khi chị đi rồi thì nó cũng như thế, người ta không có mở cho ra nữa cho tới khi em về luôn. Ồ, tức là nhưng mà thứ hai có đi ra sân chung không? Có hôm đi, có hôm người ta cũng không cho đi. Ví dụ như có khi thì tuần này đi rồi 2 3 tuần lại không cho đi. Nhưng mà lúc Rồi chị trước khi em về thì người ta có cho ra thứ hai đầu tuần một lần. Nhưng mà lúc mà chị đi á, thì hình như Mẫn vẫn tiếp tục không nhận toàn bộ chế độ của trại đúng không? Và chị nghĩ rằng là đó là một trong những cách mà nó hiệu quả đối với chị em mình lúc ở trong tù đúng không? Cái đó là rất là hiệu quả, nhưng Mà mà người ta rất là bực mình, người ta rất là ghét phải đi một ngày 3 lần để cho mình ký biên bản. sau khi chị đi cũng vẫn còn tình trạng đi một ngày 3 lần à? Rồi Chị khi chị đi thì rồi em cũng thì chị em mình có nhận khẩu phần lại mà ha. đúng rồi, Xong rồi chị chị cũng có vừa đi chẳng bao lâu, chị đi khoảng 2 tháng thì em lại không nhận. lúc chị đi thì hình như là số lượng trực sinh nó cũng không có thay đổi mấy đúng không? Dạ không thay đổi. Nhưng mà khi em ở với một người trực sinh thôi. Hai người ở buồng ở chung với chị thì vẫn ở đó. Nhưng sau này thì xảy ra việc em bị đánh thì công an lại cho hai người trực sinh ở với chị qua ở với em luôn, là 3 người. Nhưng sau đó thì em đánh nhau, người ta đánh mình rồi mà công an vẫn cho cái người trực sinh đó ở chung với em tiếp, ở cả tháng trời. Em làm đủ mọi cách để công an chuyển người đó đi, tại vì em thấy rất là nguy hiểm. Người ta đánh chị xong rồi người ta lại đánh em, người ta không sợ công an mà. Nên em có nói với công an, em nói là tôi thấy là cái người trực sinh này không sợ cán bộ, tại vì đánh nhau 2 lần rồi mà không bị làm sao cả, không ai kỷ luật hết á, cho nên rất là nguy hiểm. Em tuyệt thực 2 ngày nữa đó, người ta cũng vô nói là thôi em ăn đi để người ta giải quyết, nhưng người ta cũng không giải quyết. Người ta hứa như vậy đó, nhưng mà em ăn, em nhận lại em ăn cơm thì cũng không có kết quả gì, cho tới khi gia đình em đi thăm gặp em nói thì khoảng 3 ngày sau mới chuyển người đó đi, tổng cộng là phải ở với em thêm 1 tháng nữa đó, rất là nguy hiểm em bảo vậy. Mà chị không biết là lúc chị đi thì công an nó có thay đổi không, nhưng mà chị vẫn nhớ rằng là Hồng đúng không, Hoàng Thị Ánh Hồng
Rồi Vũ thì Mai là các công an mà thường xuyên vô trong khu của mình. Dạ. Chị thì lúc đầu tiên chị định là chị không có nêu tên công an. Nhưng mà sau đó trong một số cái báo cáo thì buộc chị phải vẫn phải viết tên công an ra, và chị nói là chị có đợi Mẫn về để nhắc lại những cái chuyện, đặc biệt là cái chuyện mà công an Vũ Thị Mai á khiêu khích. Mà Mẫn có nhớ có một lần mà nó xém đánh Mẫn không? Dạ có. Và sau đó là chính công an này cũng có một một lần một vài lần Mẫn nhớ cái lần mà chị nói là chị nhắm mắt lại lúc khi nó điểm danh không? À, Vũ Thị Mai theo chị biết là một công an thường xuyên đánh tù. Nhưng mà có thay đổi gì không? Hoặc là có bị chuyển đi không? Không vô cái khu Không đó nữa. chị, lúc mà người Vũ Thị Mai đó là người mà hay quát tháo em, chửi em là khi mà em đưa cơm vô thường xuyên muộn đó chị, đó là người đó đó, cho nên em có nói với công an đó, rồi từ đó em không nhận cơm canh đó, em không nhận nữa là người đó đó. Nhưng mà công an cũng không chuyển đi đâu, cho tới gần tới một tháng cuối cùng em về thì em mới không thấy vào nữa thôi. Chưa chưa đầy một tháng, cuối cái thời gian gần kề em về đó thì em không thấy vào khu mình nữa. Vậy cái dịp Tết lần em ăn Tết cuối cùng nó có mở cửa cho ra ngoài chơi không ạ? Dạ có. À, vậy vẫn bình thường. Nhưng hôm Tết á là đưa nước sôi cho em tới tận 8 giờ mới có. Cái em mới nói với lại trực sinh, với lại để cho trực sinh nói với công an á, là em nói là nước sôi đưa tới 8 giờ mới có. Rồi cái sự việc nó xảy ra nữa đó, cái em mới gặp ban giám thị, em mới nói là cán bộ có biết không, tôi đã không có mà đi nói với cán bộ ở đây, không phải chuyện gì mình cũng chút xíu là mình lại chạy ra mình khiếu nại. Cho nên sẵn đây em có nói là với ban giám thị đó, em nói là có biết là tới 8 giờ sáng tôi mới có nước sôi ăn không, tôi định là tôi phải ra cổng phủ tôi hả ăn vạ ở đó, nhưng mà tôi không làm vậy, tôi đã nhịn rồi, nhưng mà thường xuyên mang cơm muộn cho tôi. Các ban giám thị đó còn nói là tại vì cơm canh đó là muốn cho ăn giờ nào cho à, không có quy định giờ giấc, thành ra em nghe vậy thôi em không nhận luôn cho tới khi em về. Em có lúc mà chị đi rồi thì cái việc mà mình đi thăm mà bị công an nó gây khó dễ chuyện mua đồ căng tin, mặc dù mình có tiền, em nhớ cái căng tin thăm gặp không? Nó có còn diễn ra cái trò đó với em Có không? Vẫn tiếp tục hả? có em cũng nhận được có 5 kg thôi Nhưng mà có à, được mua đồ người không? nhà cũng không có mua, em cũng không mua. Nó không cho Rồi mình mua hay là em không nhiều mua? nhiều nhiều khi là người nhà gửi rồi cũng không có hỏi là mình có mua hay không, thì có khi thì không đưa về, bảo là 5 kg thôi. Thì sau này trước khi em về một tháng thì công an có kêu em có muốn mua đồ gì bên kia không thì ghi vô giấy để người ta mua á, để người ta đi lấy cho em, nhưng mà mình không có nhìn thấy, em cũng không biết là trong căng tin bên kia nó có những cái gì. Mình nhớ thì cũng có một vài món thôi, cho nên em cũng không mua. À, tức là tình trạng mà sử dụng tiểu xảo, kiểu giống như là đồ trong thực đơn mà có, nó vô nó không báo với mình, rồi đồ nó không cho mình mua căng tin, mà mình ra mình thấy mấy đứa tù khác nó đi về nó lại có một đống đồ, kiểu nó cũng bao nhiêu ký cũng được, tức là nó vẫn còn tiếp diễn đúng không? Mình thì không có được vô mình nhìn để mình mua đồ đâu, chỉ kêu mình ghi ra giấy mình muốn mua gì thôi, nhưng mình không nhớ hết được nên mình không có mua được như người kia ta. 8 năm đối với Mẫn nó theo chị là quá dài cho một cô gái mà vừa mới tôm trớm tuổi thanh xuân như Mẫn. Là thực ra là thời gian mình ở với nhau cũng không nhiều nhưng đủ để hiểu rằng là cho dù có như thế nào thì những người ở trong tù với nhau, cái cách mình học được là gì? Là mình phải đoàn kết, là mình phải yêu thương nhau. Mà công an thì Mẫn cũng thấy rồi đúng không? Có rất là nhiều kiểu để chia rẽ. Mẫn có thấy, tại vì Mẫn sẽ được ở chung với nhiều người tù chính trị hơn chị. Chị không biết là Mẫn có thấy cái điều đó không? Dạ có. Ở với chị là em thấy là nó rõ ràng nhất.
từ cách đối xử đúng không, sẽ nó sẽ tại làm cho mình hiểu lầm nhau, nhưng rất may là chị em mình không có hiểu lầm nhau, rất may là như vậy. Mình có dặn nhau trước hết rồi cho nên cũng may là hiểu nhau, thành ra không có xảy ra những chuyện mà mình không, mình phải tự hào. Yeah, mình phải tự hào đúng. Đối với chị, chị nghĩ khi mà chị về đầu tiên, chị về cái việc nhắc tới Mẫn nó cũng đã là một cái chuyện là không ưng ý rồi. Bởi vì có một số đứa nó theo kiểu công an mà nó đã từng đi tung tin, chị đọc một trong một vài trang là kiểu giống như là tụi nó ở trong tù có thương yêu gì nhau đâu mà về bày đặt nhắc như vậy. Nhưng chị cũng chỉ im thôi, tại vì chị biết rằng là rồi sẽ có một ngày như chị hẹn Mẫn, chị đi rồi thì cũng không bao lâu nữa Mẫn sẽ về, và sẽ có một ngày chúng ta ngồi nói chuyện với nhau như thế này. Thì sự thật thì nó cuối cùng vẫn phải là sự thật thôi, đúng không em? Chị nghĩ Mẫn là một cái gai, phải nói rằng là một cái gai của trại năm. Mà lúc đầu tiên công an có thể nghĩ rằng là chị Quỳnh dễ bị sai bảo, sau này thì chị chính chị Quỳnh lại là bị mang tiếng là chị Quỳnh xúi dục Mẫn. Chị Quỳnh từ ngoài cũng bị xúi dục mà vào tù cũng bị mang tiếng xúi dục người khác. Đầu tiên thì em nghĩ là công an nghĩ là em rất là ghét chị cũng rất là ghét em, cho nên người ta cứ nghĩ vậy, nhưng mà thật sự ra là người ta thất vọng. Mình làm cho công an thất vọng. Chị nghĩ là thất vọng nhất là nhốt mỗi đứa một buồng rồi mà vẫn có cách thông tin liên lạc. Mà cũng chẳng ai nghĩ được rằng là hai đứa nhốt hai buồng khác nhau mà có thể dùng một trái chanh với một sợi dây để làm những cái trò như vậy. cái đó là quả chanh đó là của em ấy. Em vẫn có thể gửi thư cho chị bằng một quả chanh. Nhưng mà một quả chanh với một sợi dây. Nhiều khi chị ngồi, chị đến bây giờ chị nằm chị nhớ lại, thỉnh thoảng chị vẫn nhớ lại, chị nghĩ dù trước bao nhiêu cặp mắt, tức là mình còn hơn là có, em có công nhận là mình sống còn hơn là có camera giám sát không, tức là lúc nào cũng có người kè kè hai bên, mà nó chị chẳng bao giờ ngờ được dù có bốn mắt hay sáu mắt. Kể em nhớ cái con Vi Thị Sinh không, ngồi canh mình cả trong lúc ngủ nữa. Nhưng mà càng như vậy thì nó càng thử thách, nó càng tạo cho mình có nhiều khả năng đối phó. Mọi người có thấy vậy không? Dạ. Người ta nói cái khó thì mình sẽ lót cái khôn, mình phải hơn nữa. Mà chị thì chị thấy là cái khoảng thời gian ở với Mẫn á, vui nhất là mặc dù nó rất ghét mình ra sân chung, nhưng sáng nào nó cũng phải cho mình đi ra đó, bởi vì để cho mình nghe rồi cái cách hai đứa mình đi ra ngoài, ít nhất là bọn tù chính trị nó cũng phải có tư thế của nó, đúng không? Lúc chị về rồi thì em thỉnh thoảng mới cho em ra thôi. Làm cho có thôi. Sách tại báo. Tại vì em ở thì người ta cũng rất là ghét mà. Thế chị thấy là công an cũng rất là ghét em. Thì mấy đứa ở chung nữa. Cho nên nó nhiều khi thích thì cho em ra, không thích thì lại không cho ra. Nhưng cũng không sao, tại vì em cũng sắp về rồi. Sau khi chị đi thì cái tình trạng sách báo hay từ điển rồi gì kinh thánh rồi gì nó có thu ra không mà? Dạ không. Ít nhất thì em cũng còn học được tiếng Anh, vậy cũng tốt. Thì khi mà chị về rồi á, thì em không 4 tháng trời đó em không có nhận cơm canh, và em cũng không có nhắc ai với gì việc báo hết á. Ai đưa cho em thì em đọc, không đưa thì thôi. Nhưng mà em thấy là em không nhắc nhưng mà em vẫn được có báo đọc. Vậy là chỉ là không có báo là do chị đúng không? Chị đi thì vẫn lại có báo như cũ đúng không? Cái đó thì mình cũng không biết được. Chắc cũng lo là em về em lại nói. Không, thật ra là chị về chị có viết về một trong những tiểu xảo của trại năm. Chị có viết. Vì thật chắc chắn rằng là những câu chuyện mà chị em mình trải qua nó sẽ đi vào sách, nhưng mà ở thời điểm nào thôi. Nhưng mà chị chỉ thấy được một điều rằng là kể cả khi Mẫn ở đó 8 năm hay chị ở đó cũng gần 1 năm, thì cái cuối cùng mình trở về cũng là nụ cười, là niềm vui. Mẫn có cảm giác như thế nào khi được chào đón lúc mà từ Thanh Hóa về Trà Vinh?
Em á hả, không biết nói làm sao luôn, rất là vui luôn. Tại vì á, ở nhà không thể nói cho mình biết hết được tình hình ở ngoài với mọi người. Khi đi thăm rập á, thì ba mẹ có nói nhưng rất là ít thôi, không có nói nhiều, sợ là công an cũng không cho, làm ảnh hưởng tới cuộc thăm rập. Nhưng mà theo mẹ em nói thì em có đoán được một 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 ít, nghĩa là mẹ em nói là ở ngoài rất là nhiều người quan tâm tới em, đang chờ chào đón em về. Em nghe em cũng rất là vui, nhưng không nghĩ là về được quá trời luôn, quá trời người yêu thương. Không không biết sao diễn tả được, rất là vui, rất là nhiều người đồng hành cùng em không có cô đơn một mình. Chính xác là như vậy. Và với những cái gì Mẫn đã trải qua thì chị nghĩ rất khó để hỏi dự định. Nhưng mà chị biết chắc rằng là tính cách của Mẫn, con người của Mẫn, Mẫn không phải là chỉ có những ngày tháng ở trại năm, mà trước đó Mẫn đã ở Thái Lan rồi. Là cái cuộc đời của gia đình nhà Mẫn mà chị được nghe có thể là thành một cái câu chuyện từ những người mà hồi hương từ Thái Lan về đến bây giờ. Thì Mẫn có nghĩ rằng là một lúc nào đó mình sẽ lại đơn độc không? Cái đó em nghĩ chắc là không đâu. Tại vì hiện tại em thấy có rất là nhiều người giống mình. Ngày xưa thì mình đơn độc đúng không? Ngày xưa Dạ, mình lầm ngày xưa lũi. thì quá ít, dạ. Quá ít người. Bây giờ em nghĩ là em sẽ không cô độc một mình. Mà nếu bây giờ hỏi Mẫn một câu là có ước mơ gì cho tương lai thì Mẫn Mẫn mơ ước cái gì? Ước mơ thì em cũng không mơ ước gì cao xa cho bản thân, nhưng mà em cũng hy vọng là có thể đóng góp một phần sức lực của mình vào cái gì đó nó lớn hơn, để thay đổi cho đất nước mình tốt đẹp hơn thôi. Tức là theo theo lời công an nó xét rằng là như lúc mà trên đường chị đi rời khỏi Hà Nội á, Hoàng Thị Ánh Hồng nó nói với chị á là đừng có sử dụng Facebook nữa, đừng có viết bài nữa, kiểu như thế này nó ăn trong máu rồi đúng không Mẫn? Nhưng mà chắc chắn lần này là chúng ta sẽ phải khôn hơn và đoàn kết hơn. Lúc em sắp về cũng vậy, cũng có nhiều cán bộ ở trại năm Thanh Hóa cũng nói với em là về đi, lập gia đình đi, đừng có dính dính tới pháp luật nữa, không thôi lại bị bắt. Nhưng bây giờ thì Mẫn phải khác rồi, phải khôn hơn rồi, làm sao mà bắt được nữa, đúng không? Rất cảm ơn chị, rất cảm ơn Mẫn đã dành cho dân làm báo và cá nhân chị buổi trò chuyện hôm nay. Đường thì còn rất dài và chị cũng hy vọng rằng là chúng ta sẽ tiếp tục những ước mơ còn dang dở và sẽ đồng hành cùng nhau trong con đường sắp tới. Cho chị gửi lời thăm ba má, anh chị, chúc Mẫn nhiều sức khỏe. À mà nhớ nhớ có một cái chị nhớ là cần phải đi làm lại răng, chị bên này cũng vậy. Mẫn có lời gì muốn gửi đến bạn đọc dân làm báo không? Cho em cảm ơn mọi người, các anh chị em trong dân làm báo ấy chị. Chị nghĩ là Dân Làm Báo là một trong những trang có khá nhiều bài viết về Mẫn. Và nếu mà có thời gian, cứ từ từ, tại vì Mẫn đi tù 8 năm, là Dân Làm Báo năm nay 9 tuổi đó. Ở thời gian Mẫn ở ngoài có thể là những bước nó hơi sơ khởi. Cho nên chị hy vọng là trong thời gian này Mẫn sẽ có thời gian hơn để đọc một số bài viết. Cứ search Nguyễn Đặng Minh Mẫn thì chắc là sẽ ra thôi. Dạ, Và em có nhìn thấy dân làm báo có viết bài về em nhưng mà bị chặn rồi chị ạ. Để chị sẽ chỉ cách cho Mẫn Dạ. vào nha. Mà hình Mẫn trên Dân Làm Báo đẹp lắm nha. Vậy hả? Có cả những hình em hồi nhỏ nữa. Rồi, chị cảm ơn Mẫn nha. Dạ.
Chị em gửi lời cảm ơn, em cảm ơn chị với cảm ơn tất cả mọi người trong dân làm báo đã quan tâm tới em rất là nhiều.